Mình đang ở một cái gian trưng bày của Sharp ở CES và ở đây là họ đang nói về cái công nghệ màn hình dạng tự do. Thì gọi mình công nghệ màn hình dạng tự do freeform display là sao? Thì đây họ cho mình xem bốn nguyên mẫu mà họ gọi là freeform display. Thì như các bạn có thể thấy đây là đó là một cái màn hình trên hệ thống giải trí của TV. Đó, nó hiển thị với viền rất là mỏng, coi như là không có viền luôn. Thì tràn sát ra đến tận ngoài viền. Thì đây chính là cái một trong những lợi ích của freeform display. Nó tận dụng tối đa của khoảng không gian để hiển thị, dành cho việc hiển thị. Đó, nhìn rất là phê. Nhìn ngoài đời mình nhìn nó trông như một chiếc gương vậy. Rất là đẹp. Đây thì Sharp có mô tả về cái công nghệ hiển thị dạng form tự do này. Thì đó là họ sử dụng cái tấm nền LCD với công nghệ EZO, EZZO. Đó. Đây là một cái dạng khác. Đó, đây là một cái đồng hồ điện tử, đồng hồ bản đồng hồ của chiếc ô tô, dạng đồng hồ điện tử LCD. Thì nó cái khung này được vát đúng theo cái vòng ba vòng tròn đồng hồ trên xe hơi, và công nghệ freeform display sẽ giúp cho những cái nội dung hiển thị chuẩn, đúng chuẩn so với những cái kích thước của cái khối màn hình này. Đây các bạn thấy đây là đó, nhìn rất là đẹp, hiển thị đúng trong cái vòng tròn luôn. Đến cái thứ ba này là hệ thống giải trí cũng của xe hơi luôn. Đó, cái phần màn hình phía dưới với hai cái núm xoay thì được tiết kiệm không gian để hiển thị luôn cái nhiệt độ cũng như là quạt gió ở trong xe. Và cuối cùng đó là một cái đồng hồ khác, đồng hồ dạng hình tròn, hiển thị dạng hình tròn, toàn bộ nội dung được hiển thị trong này hết, nhìn rất là hấp dẫn. Mặc dù đây mới chỉ là nguyên mẫu nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ là một ý tưởng hay để các hãng sản xuất xe hơi ứng dụng cái công nghệ này lên trên xe của họ. Tức là thay vì chúng ta sử dụng đồng hồ cơ thông thường, đồng hồ analog thông thường, thì chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ này để dành cho hệ thống giải trí xe hơi cũng như là hệ thống đồng hồ đo tốc độ cũng như là đo những cái thông số khác ở trên xe. Xin cảm ơn.